Trai bản tin ngắn. 38 triệu đô la viện trợ cứu trợ đại dịch đã được gửi đến cho những người chết. Câu chuyện đó chỉ xảy ra tại nước Mỹ của chúng ta. Các nhà khoa học dữ liệu của Ủy ban trách nhiệm giải trình ứng phó đại dịch đã xác định được 38 triệu đô la trong khoản vay đại dịch có khả năng không phù hợp hoặc gian lận khi sử dụng số an sinh xã hội của người chết. Như vậy, nếu mà thật sự người chết á, mà họ có thể xin được tiền trợ giúp cho COVID-19 thì không biết rằng có đi bỏ cái lá phiếu được hay không, tôi không biết à nha. Khoản vay được thực hiện thông qua cái chương trình cho vay thảm họa kinh tế COVID-19 và chương trình bảo vệ tiền lương. Vào tháng 2, Chủ tịch Ủy ban trách nhiệm giải trình ứng phó với đại dịch ông Michael đã làm chứng cho Ủy ban giám sát và trách nhiệm giải trình của Hạ viện rằng PRAC đã sử dụng một quy trình xác minh cho 69.000 số an sinh xã hội đáng ngờ được sử dụng nhận khoản vay 5.4 tỷ đô la trong đại dịch và 175.000 số an sinh xã hội đáng ngờ khác đã được sử dụng trong các ứng dụng không trả tiền. Theo cái báo cáo hồi tháng 1, Ủy ban giải trình ứng phó đại dịch cho biết số an sinh xã hội đã thuộc về những người chết. Cái số liệu có sẵn từ quá trình đối sánh đã phát hiện ra 3.222 trong số 15.305 số an sinh xã hội cá nhân đã qua đời để sử dụng được một số cái chương trình PPP. Trong số trường hợp, các đơn ghi danh chương trình cho vay thiệt hại kinh tế đã được gửi ngay sau khi sở hữu cái số sổ đó qua đời. Trong những trường hợp khác, cái đơn ghi danh đã gửi trước và sau chủ sở hữu đó qua đời. Tổng cộng số là 38 triệu đô la là khoản thanh toán không phù hợp. Ông nói thêm, công việc của cơ quan hiện giờ cho thấy là không có lý do tại sao mà chúng ta lại tiếp tục cái câu chuyện này diễn ra. Họ đang cố gắng để thanh lọc ra tất cả những gì để bổ sung, để chứng minh những giải trình trong tương lai. Như vậy, cái vấn đề mà wasteful và điền thông tin sai lệch và lấy một số cái tiền bạc đến từ quỹ COVID-19 đó là câu chuyện có thật. Và những câu chuyện đó là những câu chuyện trong tương lai chúng ta sẽ thấy rất là nhiều. Sau cái sự kiện đó, rất là nhiều người sử dụng tiền để mua những chiếc Ferrari rồi vân vân. Cái quốc hội giải trình này quan trọng chứ, là bởi vì họ có thể check and balance lại một số cái chính sách, và trên thực tế là con đường dẫn đến sự hoang phí của tiền thế của người dân. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình bản tin ngắn tiếp theo. Chào tạm biệt.